Chân Dung Cuộc Sống xin chào bạn, chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Hiện tại trước mặt tôi đang đứng trước dưới chân đỉnh núi Thiên Ấn và đứng trước cổng sắt tứ tổ đình Thiên Ấn. Đây là con đường dẫn lên Giang Lam thắng cảnh Thiên Ấn Tự, bao gồm chùa Thiên Ấn và mộ của Huỳnh Thúc Kháng. Để lên tới Giang Lam thắng cảnh Thiên Ấn thì các bạn phải đi qua con đường này. Theo con đường này khoảng 5 phút là các bạn sẽ tới đỉnh núi Thiên Ấn các bạn. Chúng ta bắt đầu đi thôi. Đây là con đường dẫn lên đỉnh núi Thiên Ấn, Giang Lam thắng cảnh Thiên Ấn, bao gồm thiên ấn tự, chùa Thiên Ấn và mộ của Huỳnh Thúc Kháng. Con đường này được trải nhựa hết các bạn, nhưng mà khá quanh co đấy, chúng ta phải đi cẩn thận để đảm bảo an toàn. Đây là một khúc cua, đây chính là khúc cua gấp nhất của đường lên Thiên Ấn. Đường đã được tráng nhựa và có giải phân cách trên giữa, nhưng mà rất bên co uốn khúc các bạn, và dốc nữa, nên chúng ta phải đi cho an toàn. Và đây là con đường bộ hành đi lên. Rất quần to các bạn. À, mình đã lên tới đỉnh núi Thiên Ấn rồi các bạn. Đây là Danh Lam thắng cảnh Thiên Ấn Quảng Ngãi. Danh Lam thắng cảnh Thiên Ấn Quảng Ngãi bao gồm chùa Thiên Ấn và mộ của Huỳnh Thúc Kháng. Và lần trở lại Thiên Ấn hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đến thăm mộ của Huỳnh Thúc Kháng. Mộ của Huỳnh Thúc Kháng Thiên Ấn Tự khoảng 100m nha các bạn. Và trước mặt các bạn, đây là con đường nhỏ dẫn đến mộ của Huỳnh Thúc Kháng.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Cha ông là Huỳnh Văn Phương, mẹ ông là Nguyễn Thị Tình. Năm 8 tuổi, ông bắt đầu học chữ nho, đến năm 13 tuổi, ông đã thành văn hai chữ tốt. Năm 1990, tại kỳ Tây Hương, ông đọc giải nguyên. Ông được tụng xưng là một trong những thập ngũ phụng tề phi của vùng đất Quảng Nam xưa. Đến năm 1904, Giáp Thìn, ông đỗ đệ Tam Giáp Đồng, tiến sĩ xuất thân. Năm 1908, ông bị mất và bị đẩy ra Côn Đảo vì tham gia lãnh đạo phong trào Duy Tân. Sau 11 năm bị đày ở Côn Đảo, đến năm 1919, ông mới được trả tự do. Năm 1926, ông được cử làm Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Năm 1927, ông xuất bản tờ báo Tiếng Dân tại Huế. Năm 1945, khi cách mạng tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông tham gia chính phủ Liên hiệp lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946, ông được cử làm Chủ tịch nước Việt Nam, do thời gian này Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán. Cũng trong thời gian đó, ông còn làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Đến cuối năm 1946, ông làm đặc phái viên của chính phủ vào cơ quan Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Mấy tháng sau, ông bị lâm bệnh nặng và mất ngày 21 tháng 4 năm 1947 tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Và linh cữu của ông được an táng trên đỉnh núi Thiên Ấn. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1913, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang truy tặng huân chương sao vàng. Đây là toàn bộ quang cảnh khuôn viên của mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Xung quanh khuôn viên, đây là xung quanh khuôn viên đã được xây tường các bạn bao bọc hết, bao bọc, và dưới nền là chúng ta đã được trên nền là lát đá nha các bạn. Này được lát đá và được trồng cây xanh. Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm trên đỉnh núi Thiên Ấn, trong khuôn viên của danh lam thắng cảnh Thiên Ấn, gồm chùa Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Và trước mặt các bạn đây là mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, chí sứ yêu nước, quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây chính là mộ của cụ. Chúng ta đi vòng quanh mộ của cụ. Mình sẽ mang đây vòng quanh mộ cụ.
Đây là phía trước ngôi mộ của cụ. Phía trước ngôi mộ của cụ có một tấm bia lớn. Và trên tấm bia có ghi những dòng chữ: mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, chí sĩ yêu nước, quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam Liên Việt, sinh năm Bính Tý 1876 tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Tại thế ngày 21 tháng 4 năm 1947 tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Và đây là phía sau tấm bia lớn nha bạn. Có ghi lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mình sẽ đọc cho bạn nghe. Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà trước đây cụ bị bọn thực dân làm tội đày ra con đảo. Mười mấy năm trường, dân nan cực khổ nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của cụ Huỳnh chẳng những không sờn lại thêm kiên quyết. Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oan vũ không làm sờn gai. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm giác quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân tộc được tự do, nước được độc lập. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc trên tấm bia lớn trước mộ của Huỳnh. Và đây là phần mộ của cụ Huỳnh được ốp bằng đá và phía sau có dòng chữ được khắc trên bia. Đây là trích bài viết chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908 của cụ Huỳnh. Sĩ phu cùng dân Quảng Ngãi khẳng khái và kiên quyết, phần đông hy sinh vì nước, một mục thẳng tới. Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng và Thiên An Tự tọa lạc trên một khu đất rộng trên đỉnh núi Thiên Ấn, tạo nên một danh lam thắng cảnh đệ nhất Quảng Ngãi. Không những vậy, danh lam thắng cảnh Thiên Ấn còn nằm trên trục chính của du lịch Quảng Ngãi, bao gồm Thiên Ấn, thành cổ Châu Sa, khu chứng tích Sơn Mỹ, đền thờ Trương Định, khu du lịch văn hóa Thiên Mã và cầu cổ Lũy. Đến với Quảng Ngãi, các bạn hãy một lần ghé thăm mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, nằm trong khuôn viên của đệ nhất danh lam thắng cảnh quê hương của núi Ấn sông Trà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.